Rocker Nguyễn bất ngờ có mặt tại Việt Nam sau nhiều tháng ở ẩn tại Úc. Rocker Nguyễn bất ngờ check-in trên một tuyến đường quen thuộc của Sài Gòn sau thời gian ở ẩn vì những lùm xùm không hay. Sau những tranh cãi nổ ra về chuyện cuộc sống cá nhân hồi tháng 5 2018, Rocker Nguyễn đã từ bỏ cuộc sống hào quang của showbiz và lên đường đi nước ngoài định cư và theo đuổi công việc kinh doanh. Trước ngày sang Úc, Rocker Nguyễn đã viết một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân. Nam ca sĩ tạm biệt một quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại, đồng thời hứa hẹn mở ra một trang mới trong cuộc sống. Cuộc đời mới của Rocker Nguyễn tại Úc khá giản đơn, dường như anh hạn chế tiếp xúc mạng xã hội mà tập trung vào việc học và đi du lịch. Có thể nhận thấy nam ca sĩ hạnh phúc, tự do, tự tại hơn với khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần ở Việt Nam. Mới đây trên trang Instagram cá nhân của mình, hình ảnh Rocker Nguyễn check-in trên một tuyến đường quen thuộc của Sài Gòn với lời chia sẻ về sự trở lại của mình đã khiến cư dân mạng khá bất ngờ. Cũng phải hơn 5 tháng kể từ khi lùm xùm liên tục xảy ra với giọng ca trẻ, Rocker Nguyễn mới xuất hiện tại Việt Nam. Dường như sau thời gian ở ẩn và cân bằng cuộc sống, Rocker Nguyễn đã lấy lại được phong độ và nhan sắc soái ca của mình.